Đúng rồi đây anh em ơi, mình đã giảm tận hơn 20 độ trên chiếc CPU Ryzen 7 7700X này. Và mình chỉ cần chỉnh có vài setting cho BIOS thôi. Thế nên nếu anh em nào đang dùng AMD Ryzen 7000 thì hãy đừng bỏ lỡ video này nhé. Rồi, thì hiện tại nếu mà anh em nào có đang sử dụng một chiếc CPU Ryzen 7000 thì anh em có thể biết được rằng là CPU của mình rất là nóng, thực sự rất là nóng. Nhưng mà cái này không phải là lỗi, không phải là vấn đề gì về tản nhiệt cả, mà chỉ đơn giản đây là cách hoạt động của chiếc CPU Ryzen 7000 thôi. Thay vì là boost như bình thường thì nó sẽ boost cho tới khi nào đạt được mức nhiệt độ nhất định, và với dòng 7000 này là 95 độ C. Nhưng tất nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được nó chỉ bằng vài setting trong BIOS. Đó chính là PBO2, hay có tên gọi là Precision Boost Overdrive. Đây là một trong những thứ cực kỳ là hữu ích cho những chiếc CPU Ryzen để giúp anh em có thể undervolt hoặc là ép xung một cách cực kỳ là đơn giản. Mỗi BIOS một khác, mỗi main một khác, nhưng mà với chiếc main Asus TUF này thì nó sẽ như thế này anh em nhé. Đầu tiên khi mà anh em vào BIOS thì hãy bấm F7 vào Advanced, rồi bấm vào AI Trigger, kéo xuống phần Precision Boost ở dưới và bấm vào phần Curve Optimizer. Chuyển từ Auto thành All Core, rồi bấm Sign thành Negative, rồi chúng ta sẽ điền cái phần Magnitude vào. Con số này có thể dao động từ 1 tới 30. Cái này thì sẽ tùy vào các main của anh em nhé, tùy vào các CPU của anh em nhé. Mỗi cái số này nó sẽ tăng hoặc là giảm từ khoảng tầm 3 tới 5mV. Tức là khi anh em điền được 30 thì cái CPU anh em có thể giảm được hoặc tăng được 90 tới 150mV. Và cái con số này thì tùy thuộc vào CPU của anh em. Nếu mà anh em CPU pin cao, pin xịn thì chắc chắn sẽ đạt được số 30. Còn nếu mà anh em pin thấp thì chỉ được những con số bình thường thôi. Nếu mà anh em muốn chỉnh ý, thì hãy đầu tiên set cho mình ở 15 vào Windows, rồi chạy Cinebench khoảng tầm 30 phút. Nếu mà ổn định thì hãy tăng lên, còn nếu không ổn định thì giảm xuống, rồi cứ lặp lại đến khi nào mà máy của anh em không thể nào mà boost được nữa, hay là không thể nào mà boost lên được nữa, hoặc gặp những cái lỗi khi mà chạy Cinebench. Với chiếc CPU của mình đây thì có vẻ như là nó không được pin cao lắm, nó chỉ đạt được cái mức đó chính là 13 mà thôi, negative 13, tức là trừ 13 đấy anh em ạ. Và khi này thì mức hiệu năng của mình đã tăng lên khoảng tầm 3%, lên tới trên 19.000 điểm, trong khi mức default chỉ có ở giữa 18.000 điểm mà thôi. Nhưng anh có thể thấy đấy, mức điện và mức nhiệt của mình vẫn như thế. Tại sao vậy nhỉ? Cái này có thể được giải thích bằng cái cách boost của Ryzen 7000 anh em nhé. Thì tại sao lại như thế? Đầu tiên khi mà mình undervolt thì anh em có thể tưởng tượng ra này, một cái bảng này bao gồm này, xung này, mức điện này và mức nhiệt. Khi mà mình undervolt thì mức điện giảm xuống, mức xung giữ im và mức nhiệt cũng giảm xuống. Nhưng mà bởi vì là Ryzen 7000 boost cho tới khi mà nhiệt cao nhất, thế nên là cái CPU nó tiếp tục boost xung lên cho đến khi nào đạt được 95 độ. Đó là lý do tại sao mà mình vẫn giữ im 130W, 95 độ ở cái mức độ nhiệt như thế, mặc dù mình đã undervolt rồi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có cách khác để kiểm soát được những con số này, đó chính là giới hạn nhiệt độ. Để có thể giới hạn nhiệt độ thì rất là đơn giản. Anh em back lại về, bấm vào Platform Thermal Throttle Limit, rồi chỉnh sang Manual, rồi có thể set mức nhiệt độ mà anh em muốn. Ví dụ như ở đây mình để là 85 độ C. Khi này thì số điểm của mình chỉ giảm có 100 thôi so với cả cái mức bình thường, cái mức PBO 13 bình thường. Và mức nhiệt của mình đã bị giới hạn ở 85 độ C. Thế này thì cũng khá là tốt rồi đúng không? Nhưng mà với nhiều anh em thì con số này vẫn khá là cao, mức nhiệt độ này vẫn khá là cao và số điện này vẫn khá là cao. Thế nên chúng ta sẽ có con bài tẩy cuối cùng, và mình nghĩ rằng nó là con bài tẩy xịn nhất cho dòng 7000 này, đó chính là giới hạn mức điện của chúng ta. Anh em hãy bấm lên chỗ Precision Boost Overdrive, bấm vào Manual rồi chỉnh cái PPT để có thể về mức điện mà anh em mong muốn. Và như mình đây, mình để là ở 100W. Khi này thì con số cực kỳ là tuyệt vời luôn. Số điểm Cinebench R23 của mình đạt được ngang bằng và cao hơn một chút so với cả mức default, tức là không có một chút PBO nào cả, nhưng mà nhiệt độ điện đã giảm hơn khá khá. Khi này thì mức điện của mình chỉ có khoảng tầm 100W mà thôi, mức nhiệt độ chỉ có 71-72 độ C, cực kỳ là mát cho một chiếc CPU đang chạy on core. Và thực sự mình cảm thấy rằng đây là điều mà anh em nên làm. Khi mà mình ở trong gọi là các tựa game thì cũng không hề có sự thay đổi gì cả. Ví dụ như là trong Shadow Tomb Raider ấy, chỉ giảm có 1 FPS, 2 FPS thôi, mà gần như có thể gọi là đây có thể gọi là cái sự chênh lệch giữa cạc và những lần run ấy, chứ không có ảnh hưởng gì bởi chiếc CPU. Thế nên là mình test ổn định, nhiệt độ thì giảm, điện cũng giảm. Thế nên mình có thể đảm bảo rằng đây là điều anh em nên làm. Với những CPU khác, với những cặp màn hình khác thì đây là điều anh em có thể làm, nhưng với Ryzen 7000 thì đây là điều anh em nên làm anh em nhé. Anh em tiết kiệm được điện, giảm được nhiệt độ,
trụy gọi là khiến cho CPU chúng ta vẫn giữ được nguyên mức hiệu năng như thế mà kéo dài tuổi thọ bằng cách giảm nhiệt độ của nó thì đúng là quá là nên làm, đúng không anh em? Và tuy nhiên anh em không cần phải sử dụng main X mà vẫn có thể sử dụng main B650 mà chơi được những mức setting này mà không cần phải lo lắng gì cả. Nếu mà anh em cảm thấy rằng là BIOS quá là khó thì có thể chỉnh thông qua phần mềm của AMD, đó chính là AMD Ryzen Master anh em ạ, cũng rất là tiện lợi và vô cùng là dễ dàng. Nếu mà anh em hứng thú với những chiếc CPU này ấy, thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Bất kỳ CPU nào của AMD đều có thể sử dụng được những setting này để giúp cho nó trở nên mạnh mẽ hơn và mát mẻ hơn, đồng thời tiết kiệm điện hơn. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với những chiếc gọi là những cái server, những cái gọi là series Undervolt này thì anh em có thể check những video khác của mình về cách Undervolt của cạch màn hình hay là CPU khác. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì bấm like và subscribe nhé. Còn cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em ở một video khác nhé.